Trước đó vào sáng nay, ngay sau khi hội đàm với quốc vương Norodom Sihamoni, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có một số hoạt động tại thủ đô Phnom Penh. Tại cung Kanthapopha, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dâng hoa tại tượng đài Norodom Sihanouk và thăm Hoàng Thái hậu Norodom Moninies Sihanouk. Đối với nhân dân Việt Nam và Campuchia, luôn ghi nhớ mối quan hệ láng giềng hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quốc vương Norodom Sihanouk xây dựng, vun đắp. Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam chân thành cảm ơn sự giúp đỡ to lớn, chí tình, chí nghĩa mà cố Quốc vương Norodom Sihanouk, Hoàng Thái hậu Norodom Moninies Sihanouk và Hoàng gia Campuchia đã dành cho Việt Nam. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã tới đặt vòng hoa tại tượng đài cố quốc vương Norodom Sihanouk. Tháp tùng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới đặt vòng hoa tại đài độc lập còn có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Tia Banh. Được hoàn thành năm 1962, đài độc lập là biểu tượng ghi dấu người Campuchia đã hoàn toàn độc lập thoát khỏi ách thống trị của nước ngoài, đồng thời cũng là đài tưởng niệm những người Campuchia đã chết vì chiến tranh. Cũng trong sáng nay, đến đặt vòng hoa tại đài hữu nghị Việt Nam Campuchia tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại đất nước Chùa Tháp, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tưởng niệm các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh trên đất nước Campuchia, góp phần giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng. Có hơn 20.000 quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh và hiện nay vẫn còn hơn 4.000 chiến sĩ chưa tìm thấy hải cốt liệt sĩ. Trong 2 năm qua, chính phủ hai nước đã triển khai trùng tu và xây dựng lại tất cả 17 đài hữu nghị tại 17 tỉnh thành ở Campuchia.